Mới đây, bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng thực hiện phẫu thuật thành công ca tai nạn lao động hi hữu khi người này đang làm việc bị súng bắn đinh gây tổn thương phức tạp bó mạch cảnh vùng cổ. Theo thông tin, anh PTA 35 tuổi được đưa vào bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng cấp cứu khi có vết thương nhỏ vùng cổ khoảng 2 mm. Vết thương này nằm ở mặt trước bên trái trên đường đi của bó mạch cảnh. Sau khi tiếp nhận ca bệnh, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng và bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Minh Sơn, trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực tim mạch, trường kíp phẫu thuật cho biết, bệnh nhân nhập viện không có tình trạng thiếu máu não, không liệt nhưng dị vật là đinh đâm xuyên rất sâu, găm vào đốt sống cổ số 7. Do động mạch cảnh cổ nằm cạnh các dây thần kinh số 10, thực quản và chuôi giao cảm. Vì vậy, ngoài việc lấy dị vật, xử trí tổn thương mạch máu, kíp mổ luôn thận trọng đến tổn thương dây thần kinh và các tổ chức lân cận trong quá trình phẫu thuật. Quá trình thực hiện ca mổ, bác sĩ khoa phẫu thuật lồng ngực tim mạch và khoa phẫu thuật sọ não cuộc sống đã lấy thành công dị vật, không phục hồi tổn thương động mạch, tĩnh mạch cảnh và bảo tồn nguyên vẹn các dây thần kinh. Cũng theo bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Minh Sơn, vết thương mạch máu vùng cổ, nền cổ bao gồm vết thương động mạch cảnh, tĩnh mạch cánh trong, động tĩnh mạch dưới đòn, thân động mạch cánh tay đầu, tĩnh mạch vô danh và động mạch đốt sống khi chẩn đoán và xử trí rất phức tạp. Trong khi đó, nguyên nhân gây nên vết thương bó mạch cảnh thường do đạn bắn, dao đâm hoặc vật sắc nhọn khác. Liên quan đến ca bệnh nói trên, bác sĩ bệnh viện Nông Nghị Việt Tiệp Hải Phòng khuyến cáo mọi người khi làm việc cần trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, tránh những sự cố rủi ro bất ngờ có thể gây ra thương tích cho bản thân.